Vâng, và chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube Audio. Để mà tìm một chiếc Sao 3 mà đúng chất, các bác có thể nghe nhạc, xem phim và có nhiều công nghệ hay ho, gọi là ngon bổ rẻ, thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác một sản phẩm đến từ thương hiệu Pop Audio, là một thương hiệu đến từ Mỹ các bác nhé. Hôm nay thì em sẽ cùng các bác khui hộp và đập hộp trải nghiệm cái sản phẩm có mã là Pop Audio Signature S4, một trong con Sao 3 mà có rất nhiều tính năng hay. Tiêu biểu trong đó thì nó sẽ có thêm tính năng Dolby Atmos để các bác có thể hỗ trợ nghe nhạc, xem phim cực kỳ hay, và chúng ta có mức giá cực kỳ tốt. Sản phẩm đang được niêm yết chính hãng do Phúc Giang PGI phân phối, mức giá là 12 triệu 900 nghìn đồng. Và tại Bơm Shop Bơm Audio chỉ còn có giá cực ưu đãi cho các bác, chỉ còn giá 9 triệu 800 nghìn các bác nhé. Các bác nhớ là 9 triệu 800 nghìn, và em sẽ hỗ trợ bao ship toàn quốc, sản phẩm mới tinh 100% và bảo hành chính hãng là 1 năm để các bác có thể tham khảo. Và con này rất là hay. Không để các bác chờ lâu nữa, em sẽ cùng các bác khui hộp và đập hộp luôn cái sản phẩm này. Thì có rất nhiều thứ chúng ta sẽ nói về phần chức năng. Tuy nhiên thì trước khi vào phần chức năng thì em sẽ cùng các bác unbox luôn để chúng ta hình dung rằng khi mà một sản phẩm mới về các bác sẽ có những cái gì. Đó. Các bác có thể nhìn thấy là ở đây chúng ta sẽ có rất nhiều công nghệ như Dolby Atmos này, Bluetooth này, có hỗ trợ cổng HDMI ERC này. Đấy. ERC là một công nghệ cũng khá là mới so với bây giờ. Rồi hỗ trợ công nghệ Voice Adjust nhiều lắm, rất nhiều. Sao 3 bây giờ là một cái xu hướng chơi rất là tiện lợi cho tất cả các khách hàng mà đang thích ở không gian như chung cư, mà các bác không muốn chơi dàn phức tạp thì các bác sẽ chơi những bộ như thế này. Một là mức đầu tư chi phí nó vừa phải, hai là chất âm nó vẫn ok đảm bảo, và ba là cái giá thành, ba là cái sự tiện lợi gần như là đầy đủ hết. Đây các bác, khi mà khui bên trong thì các bác sẽ có là một sợi dây nguồn này, một cái ở dưới các bác sẽ có một sợi dây quang nữa, các bác sẽ không phải mua thêm dây quang đâu. À, xin lỗi, đây là sợi HDMI đó, và sợi dây quang ở phía bên dưới khiển và dây nguồn. Mà có quyển catalog hướng dẫn của Pop Audio. Pop thì làm thương hiệu cũng khá là lâu rồi, cũng được nhiều các khách hàng biết tới nhiều, và cũng có rất nhiều sản phẩm thành công và được đón nhận ở thị trường Việt Nam. Thì trước nhà cũng bán rất là nhiều sản phẩm Pop, thì năm nay sẽ bổ sung thêm Sao 3. Sao 3 thì cũng đây có lẽ là lần đầu tiên em lựa chọn và bán, bởi vì em thì cũng lựa chọn sản phẩm là nó kỹ càng một chút, nó mà theo phần đa số đông có thể chơi được, chứ không chọn bừa bãi, bởi vì trên thị trường bây giờ có quá nhiều Sao 3 để các bác lựa chọn, thực sự là quá nhiều các bạn đó. Đây là bộ phận của thanh Sao 3, nhìn khá là lớn so với mặt bằng chung của Sao 3, khá là to, và con này thì có tới trang bị tới 7 củ loa các nhé. Ok, tạm để lên trên này đã. Loa thanh kia thì có trang bị tới 7 củ loa các bác nhé, 7 củ loa để các bác có thể hình dung là hỗ trợ âm thanh đổi tốt như thế nào. Đây là phần giải trầm, loa súp thì chỉ có một củ loa thôi. Cái này thì các bác có thể kê, đặc biệt là gì, các bác có thể kê cách xa vị trí tới 10 mét, đấy, phòng rộng có thể hỗ trợ thoải mái và kê rất là tiện. Và đặc biệt là gì, nó thì sẽ dùng là súp không dây các bác nhé, súp không dây đấy, rất là tiện lợi luôn, súp không dây. Chúng ta sẽ có chỉ cần dây nguồn cắm vào thôi thì đã chơi tốt luôn. Đầy đủ phụ kiện mới tinh các bác nhé, 100% chính hãng hết ạ. Ok, bây giờ thì em sẽ kết nối cái chiếc Sao 3 này lên và em sẽ review cho các bác chi tiết về những công nghệ, những cái chức năng hay là những cái khả năng trình diễn của nó, để các bác có một cái nhìn nhận khách quan nhất về cái bộ Sao 3 Pop Audio Signature S4 này các bác nhé. Vâng, đây thì là bộ phận của loa thanh Sao 3 Pop Signature S4 các bác nhé. Về kích thước của cái loa này thì nó có kích thước như sau. Thì đối với loa thanh thì sẽ có kích thước là chiều dài lên tới là 1046 mm, tương đương khoảng nó khoảng tầm 1 mét đấy, 1m4cm, 1m04cm. Và chiều dày của cái loa này cũng khá là mỏng thôi, nó mỏng khoảng tầm 6 cm các bác nhé. Rất là dễ tiện cho các bác kê ở phía dưới của cái loa của cái TV thôi. Và chiều sâu của loa ấy, thì là khoảng gần 10 cm đấy. Con này thì rất nhiều các kết nối cho các bác. Em sẽ quay cho các bác ở đây để chúng ta xem kết nối luôn. Rất nhiều kết nối mà chúng ta hay dùng. Ở đây thì các bác có thể quan sát thấy là gì? Nó có một cổng nguồn này. Nguồn này thì sẽ sử dụng nguồn biến thiên từ 100V đến 240V, các bác cắm thoải mái. Đó. Rồi bên này sẽ có thêm một cái này, đây là cái USB để các hãng họ nâng cấp cái phần mềm, chứ không phải là hỗ trợ nghe nhạc các bác nhé. Ở đây sẽ có thêm một cổng là cổng HDMI ERC, tức là ngoài ARC hỗ trợ thêm ARC nữa, tăng cái tốc độ đường truyền nó cao hơn này. Và cổng quang để các bác nối TV, và cổng AUX 3.5 ở đây để các bác có thể kết nối thêm thiết bị bên ngoài vào. Đó là về phần cái củ loa này.
Đối với cái loa Sao 3 này ấy, thì có rất nhiều những cái công nghệ hay ở trên cái loa Sao 3 này. Ngoài cái đặc điểm khả năng chơi âm thanh vòm, nó có khả năng là hỗ trợ giải mã âm thanh Dolby Atmos 3.1.2 các bác, 3.1.2 để các bác có thể nghe được hiệu ứng âm Dolby Atmos, là hiệu ứng xem phim rất là tuyệt vời, bởi vì nó sẽ tạo ra âm thanh vòm 360 độ cho chúng ta nghe như thật khi mà chúng ta xem phim. Đấy, nó sẽ mang lại một cái không gian rất thật khi mà chúng ta xem phim. Và nó trang bị tới tổng cộng là 7 cái loa con ở trên cái loa cái này các bác, trang bị tới 7 cái loa con. Bình thường thì một cái loa Sao 3 chỉ trang bị thường sẽ là chỉ 5 loa thôi, nhưng mà đối với lại con Pop Audio Signature S4 này, Sao 3 Signature S4 này trang bị tới 7 cái loa con. Và ngoài đó, trong khi đó thì cái loa center ở Sao 3 thì được trang bị thêm công nghệ là công nghệ Voice Adjust ở khu vực giữa này, trong cái loa center. Thì cái công nghệ Voice Adjust đó thì nó sẽ làm gì, tái tạo cái âm thanh, cái phần giọng nói nó chi tiết hơn này, và nó giúp các đoạn hội thoại trong phim thì nó sẽ trở nên rõ ràng và dễ nghe hơn, kể cả khi các bác nghe nhạc. Đó là công nghệ hay, và em nghĩ là công nghệ này thì rất nhiều bác thích đấy, bởi vì là gì, khi mà nghe nhạc vàng hay nghe trữ tình hay xem phim đều muốn phần lời nó rõ chứ không bị dính như một số loại Sao 3 khác mà nó dính tiếng thì nghe rất là khó chịu. Đây là công nghệ riêng của phần center, tạo riêng center. Còn Dolby Atmos thì sẽ có thêm ngoài 5 loa ở phía trước ra thì sẽ có thêm 2 loa ở phía này, khu vực này, để là hướng hướng lên trần, tạo ra âm thanh vòm khi nó dội xuống tai chúng ta, âm thanh nó rất là trung thực và nó tạo không gian 3 chiều đấy. Ngoài ra thì ở trên điều khiển của hãng thì có trang bị thêm rất nhiều chế độ cho các bác có thể sử dụng. Nó là gì? Chúng ta sẽ có những cái chế độ nghe như là chế độ ban đêm hay là chế độ bạn nghe nhạc ở đây này. Các bác có thể nhìn thấy là trên điều khiển có một số những chế độ ban đêm ở đây, biểu tượng của cái mặt trăng, ngôi sao này, để tránh ảnh hưởng xung quanh, nó chỉ tạo ra không gian âm thanh ở khu vực tập trung thôi. Và chế độ nghe nhạc để các bác có thể nghe nhạc, hoặc là chế độ xem phim, có 3 chế độ như vậy để hoàn toàn rất tiện lợi để các bác có thể sử dụng. Trên điều khiển cũng trang bị thêm một cái nữa là gì, cái khả năng chỉnh bát chép, xin lỗi, bát chỉ có chỉnh chỉnh bát thôi, chỉnh âm trầm đấy. Thì cái này nó sẽ làm gì, nó sẽ chỉnh cho các bác tạo ra một cái không gian giải trầm riêng cho chúng ta, muốn to nhỏ giải trầm các bác sẽ to to nhỏ ở đây, để nếu mà nó nhiều bát quá các bác có thể giảm bát đi hoặc là tăng bát lên, tùy theo cái sự lựa chọn của mình, nó phù hợp với tai của mình nghe thì thôi. Rất là dễ dàng, và đặc biệt là gì, với Pop Signature S4 ấy, thì nó có ARC và HDMI như vậy, thì hai cổng quang như vậy thì nó kết nối rất là dễ, chúng ta chỉ cần cắm dây quang vào TV thôi là lập tức nó nhận đấy. Còn về phần nút bấm ở trên loa thanh các bác nhá, nút bấm ở đây thì trang bị một cái màn hình, một cái bảng nút bấm dạng mút cao su, cao su rất là dày dặn, cực kỳ dày dặn, và các bác có thể cho to nhỏ âm lượng hoặc cho ở trên này, hoặc là chọn suộc đồ vào ở trên cái này mà cũng được, hoặc trên điều khiển cũng được. Đặc biệt là gì, với cái Sao 3 Pop Signature S4 thì có cả trang bị cả Bluetooth nữa, giúp các bác có thể chơi nhạc từ điện thoại sang hay là các cái thiết bị smartphone, nó rất là dễ dàng, chỉ cần cho giữ nút Bluetooth để nó pairing thôi mà mình sẽ kết nối được luôn. Ở bên ngoài của cái loa thanh này thì có trang bị thêm một cái lớp vải để chúng ta bảo vệ và chống bám bụi cho bên loa. Ngoài ra thì có hệ thống đèn biểu tượng ở bên này nữa, POC nữa. Khi tí em cắm lên thì nó sẽ có một cái nút đèn nhận tín hiệu IR để được từ điều khiển vào đấy ạ. Thì sẽ có sáng ở phía bên tay phải này đây. Còn về phần loa sub cũng nhá. Loa sub thì sẽ có một cái kích thước nó dạng hình hộp chữ nhật, và đặc biệt là sub nó sẽ hướng xuống dưới đất. Đấy, các bác kê ở góc nhà được, chúng ta kê thoải mái và không sợ lo cái việc kê kích, rất là tiện lợi. Và cái này thì nó sẽ có chiều rộng thì nó sẽ khoảng 20 cm, chiều sâu khoảng 28 cm, và cao khoảng 33 cm các bác. Nói chung là cũng em thấy nó cũng nhỏ gọn, dễ dùng. Đó. Và đặc biệt là gì? Nó là sub không dây, kết nối từ loa thanh sang loa Sao 3 là không dây. Trong cái phần review vừa giờ thì tổng kết lại một chút cho các bác, khi các bác chơi cái bộ Sao 3 Pop Signature S4 này thì các bác sẽ có những công nghệ như sau. Đầu tiên là gì? Chúng ta sẽ có, một là các bác sẽ kết nối được Bluetooth này. Cái này em nghĩ là Sao 3 nào bây giờ cũng phải có, chứ không có Bluetooth thì rất nhiều người muốn chơi từ điện thoại sang thì nó sẽ hạn chế. Còn cái thứ hai là gì, nó sẽ có trang bị thêm cho các bác, đó là cái khả năng chơi âm thanh nổi Dolby Atmos. Đây là một khả năng xử lý hiếm, các bác hiếm, phân khúc Sao 3 dưới 10 triệu mà có khả năng xử lý được Dolby Atmos cũng ít lắm. Nhưng mà có, đối với con Pop Signature S4 thì có trang bị khả năng như vậy, và trang bị tới 7 củ loa. Các bác hình dung cái loa thanh này có tới 7 củ loa, ngoài 5 củ loa ở phía trước ra có thêm 2 củ loa hướng trần nữa để tạo ra âm thanh Dolby Atmos khi xem phim, rất là hay. Cái điều thứ ba là gì, trang bị một công nghệ là công nghệ Adjust, tạo cho khu vực center ở giữa kia, loa center ở giữa, nó sẽ làm cho phần giọng nói nó cũng chi tiết hơn, là thậm chí là phần lời hát rõ ràng hơn khi chúng ta nghe và
nghe nhạc, xem phim, và đặc biệt là gì, có trang bị tới 3 công nghệ cho chúng ta ở trên điều khiển. Đó là gì, chế độ xem phim này, chế độ ban đêm và chế độ nghe nhạc. Các bác có thể lựa chọn thoải mái trên điều khiển này. Đây, và đặc biệt là chế độ công nghệ Voice Adjust thì có thể trang bị cũng 3 chế độ. Các bác muốn nghe là số 1 này thì là sẽ phần lời nó rõ, phần số 2 là rõ hơn, phần số 3 là rất rõ, để các bác có thể nghe phim hay là nghe nhạc. Các bác muốn tăng phần lời, giải lời lên ấy, thì các bác có thể lựa chọn 3 cái chế độ này. Em nghĩ đây là chế độ mà em thấy hay nhất ở trong cái Sao 3 này. Một cái đặc điểm nữa là gì, đối với khả năng chơi như vậy, đặc biệt là một chức năng nữa mà có lẽ là tăng giảm âm bát, đó là một chức năng cũng khá là hay đối với lại con Sao 3, mà chúng ta có thể kê hai thiết bị này xa tối đa với nhau khoảng 10 mét, thì với không gian phòng khoảng thậm chí là tới 40 mét hay 30 mét thì chúng ta hoàn toàn chơi xem phim thoải mái, mà chúng ta mang lại một trải nghiệm cực kỳ tốt. Ok, và quan trọng nhất là mức giá các nhá, mức giá tại Bờm Audio, giá tại hãng đang là 12.900.000 đồng, và tại Bờm Audio có mức giá chiết khấu cực kỳ tốt cho các bác, chỉ còn có 9.800.000 đồng, và em sẽ hỗ trợ bao ship toàn quốc cho các bác đối với sản phẩm này, và bảo hành chính hãng trên toàn quốc lên tới là 1 năm các bác nhá. Ok, và không để các bác chờ lâu nữa thì chúng ta sẽ cùng đến những đoạn test phim. Đối với Sao 3 thì em sẽ thường test phim và nhạc cho các bác, để chúng ta có những phần trải nghiệm rõ nhất về cả phần lời trên phim hay là phần lời trên bài hát. Các bác sẽ có những cái phần nghiên cứu hay là tham khảo để nó rõ ràng hơn để khi chúng ta đưa ra quyết định mua hàng. Và đây là những sản phẩm được Bờm Audio lựa chọn để đưa về bán cho các bác sau rất nhiều thời gian nghiên cứu và so sánh các sản phẩm khác, để chúng ta mua được những sản phẩm nó chất lượng, nó tin cậy, và đặc biệt là gì, là chính hãng các bác nhé. Ok, và mời bác cùng lắng nghe. Biết nói gì đây khi tình yêu
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.